Nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel, hai kẻ thù không đội trời chung ở Trung Đông, đã làm rung chuyển thị trường thế giới ngày 19 tháng 4, nhưng sau đó đã hạ nhiệt nhanh. Dầu Brent hôm qua có lúc vượt 90 USD thùng, còn giá vàng vượt 2.400 USD ounce. Theo hãng tin Reuters, giá vàng giao ngay sau khi đạt đỉnh 2.417 USD ounce đã quay đầu còn 2.386 USD ounce. Giá dầu Brent cũng đang ổn định ở mức 87,29 USD thùng, tăng 0,21% trong ngày. Trên thị trường Mỹ, chỉ số Nasdaq và S&P 500 giảm mạnh khi thị trường đóng cửa ngày 19 tháng 4 và lãi suất trái phiếu kho bạc giảm khi các nhà đầu tư lo ngại về thu nhập, những bất ổn xung quanh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed và xung đột địa chính trị. Dự báo đảo chiều diễn ra sau khi căng thẳng ở Trung Đông dường như đã xẹp bớt, khi Tehran tỏ ra không bận tâm với thông tin cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái của Israel. Ông Peter Tuls, lãnh đạo công ty J-Investment Council ở Charlottesville, Mỹ, cho biết mức độ lo ngại về Trung Đông đang cao hơn bao giờ hết kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Giá dầu tăng mạnh và liên tục có nguy cơ thúc đẩy lạm phát. Những năm qua, giá nhiên liệu và năng lượng là nguyên nhân chính khiến chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới tăng cao. Trên thị trường vàng, giá vàng đã tăng liên tiếp trong 5 tuần qua và các chuyên gia lo ngại xu hướng này sẽ còn duy trì. Chuyên gia David Meger của công ty Heidrick Futures nhận định với Reuters, tình hình leo thang và giảm leo thang ở Trung Đông đã chi phối thị trường. Nếu tình hình xuống thang, giá vàng sẽ giảm trở lại. Tuy nhiên, về lâu dài, xu hướng tăng cao hơn của giá vàng sẽ tiếp tục do Fed có thể không cắt giảm lãi suất ngay như thị trường kỳ vọng. Mới đây, các quan chức Fed đã thống nhất quan điểm rằng không cần thiết phải cắt giảm lãi suất và thị trường dự đoán cơ quan này sẽ hành động vào tháng 9 năm 2024. Ngoài ra, tổ chức nghiên cứu Antai cho biết giá vàng, vốn đã tăng mạnh trong năm nay, sẽ tăng hơn nữa nhờ triển vọng nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc và những bất ổn vĩ mô. Dù các chi tiết vẫn còn mơ hồ và Tehran nhất quyết phủ nhận, nhưng tiết lộ của các quan chức Mỹ và những gì từng diễn ra ám chỉ Israel có vẻ đã tấn công vào Isfahan, miền trung Iran, sáng 19 tháng 4. Isfahan là nơi đặt các cơ sở công nghiệp quân sự của Iran, bao gồm cả một cơ sở then chốt trong chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo và một căn cứ không quân lớn cho phi đội tiêm kích F-14. Do đó, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào thành phố này, dù được thực hiện từ bên trong hay bên ngoài Iran, dưới sự hậu thuẫn của Israel, đều có ý nghĩa quan trọng và mang tính biểu tượng nhiều hơn. Mặc dù giữa Israel và Iran lâu nay đã xảy ra cuộc chiến trong bóng tối, kể cả một vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của các lực lượng Tel Aviv và một cơ sở sản xuất vũ khí ở Isfahan hơn một năm trước, động lực của xung đột được xác định chủ yếu bằng bối cảnh diễn ra các sự cố. Theo báo Guardian, điều mới và nguy hiểm, bất kể quy mô hay mức độ nghi ngờ về thái độ của cả hai bên, là một trạng thái bình thường mới đang hình thành trong cuộc xung đột giữa hai nước. Vụ tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran và Israel lúc rạng sáng 14 tháng 4 nhằm đáp trả cuộc không kích tình nghi do các máy bay chiến đấu của Tel Aviv tiến hành vào đại sứ quán của Tehran ở Damascus, Syria đã xảy ra một cách công khai. Đây cũng là vụ tập kích trực tiếp đầu tiên của một quốc gia khác vào đất Israel trong hơn 3 thập kỷ qua. Các quan chức chính phủ và quân đội Israel ngay lập tức tuyên bố sẽ đáp trả theo cách thức và thời gian phù hợp với họ. Trong khi Tel Aviv chưa lên tiếng xác nhận hay là bác bỏ thông tin, Israel đứng sau vụ tấn công bằng UAV vào Isfahan ngày 19 tháng 4. Các hãng thông tấn quốc tế đã trích dẫn lời một số quan chức cấp cao Israel và Mỹ ẩn danh đã khẳng định điều này. Một quan chức Mỹ thậm chí tiết lộ với báo chí rằng Tel Aviv hôm 18 tháng 4 đã báo trước cho Washington biết việc họ dự định hành động trong 24 tới 48 giờ tiếp theo. Giới quan sát lưu ý, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Israel tìm cách nhắm mục tiêu vào Iran và các lợi ích của quốc gia Hồi giáo như các chiến dịch ám sát, tấn công bằng UAV và phá hoại trước đó, nhưng sự cố lần này lại xảy ra vào một thời kỳ đặc biệt nhạy cảm và đầy biến động ở Trung Đông. Nếu sự cố mới nhất nhằm cảnh báo Iran rằng Tel Aviv có khả năng tấn công vào bên trong nước này như một nguồn tin Israel giấu tên chia sẻ với tờ Washington Post, Tehran chắc chắn sẽ không bỏ qua thông điệp. Theo nhiều nhà phân tích, giới chức Iran đã cảm thấy cần phải ăn miếng trả miếng tương xứng để không bị mất uy tín trước các đồng minh trong khu vực và tạo ấn tượng về chính sách răn đe Israel của họ đã suy yếu. Vài giờ trước cuộc tấn công tình nghi do Israel tiến hành, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian khuyến cáo Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức tối đa nếu Tel Aviv có động thái gây hấn mới. Song cho tới hiện tại, các nguồn thạo tin quả quyết, người Iran tạm thời chưa có kế hoạch trả đũa Israel. Có một thực tế đáng lưu ý là các quy tắc ngầm về đối đầu tồn tại từ lâu giữa Iran, Israel trong cuộc xung đột ban đầu diễn ra thông qua các lực lượng ủy nhiệm và hiện trực tiếp hơn bao giờ hết đã bị phá bỏ kể từ khi giao tranh giữa Israel, phong trào Hồi giáo Hamas được Tehran hậu thuẫn bùng phát ở dải Gaza ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong hơn 6 tháng qua, một cuộc xung đột chưa từng có ở dải Gaza, xét về tính chất bạo lực và thời gian kéo dài, đã cướp đi sinh mạng của hơn 34.000 người Palestine và khiến hàng chục nạn nhân khác bị thương. Ở khu vực biên giới giữa Israel, Lebanon, một cuộc xung đột khác đã vi phạm các quy tắc thông thường khi đọ súng giữa quân Israel với Hezbollah, một nhóm vũ trang khác được Iran hậu thuẫn, đã tăng lên kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 và đang diễn ra hàng ngày, khiến hàng chục nghìn cư dân ở cả hai bên biên giới phải đi sơ tán lánh nạn. Khi ranh giới của sự kiêng dè và kiềm chế lẫn nhau đã bị vượt qua, dư luận quốc tế ngày càng lo ngại lò lửa Trung Đông sẽ bùng cháy dữ dội. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, về mặt chính trị, rất khó để thấy phản ứng một cách hạn chế của Israel trước Iran như vụ tấn công ngày 19 tháng 4 sẽ có lợi cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu như thế nào. Đối với một chính khách từ lâu coi Iran và chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhà nước Do Thái, hành động như vậy trong bối cảnh này sẽ bị coi là dấu hiệu của sự thiếu táo bạo và quyết đoán, trái với mong muốn của ông Netanyahu. Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir, một đồng minh trong liên minh cực hữu của ông Netanyahu, chỉ viết một từ yếu đuối trong thông điệp ngắn gọn đăng tải trên mạng xã hội X hôm 19 tháng 4. Mặc dù về phía Iran, những phát biểu ban đầu cho thấy họ có vẻ coi những gì vừa xảy ra không đủ nghiêm trọng để đáp trả. Song trong bối cảnh căng thẳng tương tự cuối tuần trước, nước này đã phóng hơn 300 tên lửa và UAV về phía Israel. Hiện không có gì đảm bảo cả Israel và Iran sẽ chùn bước và không đùa với lửa vì những tính toán riêng của họ. Ông Stefan Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Guterres, cho biết trong một tuyên bố, Tổng thư ký lên án bất kỳ hành động trả thù nào và kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác để ngăn chặn mọi diễn biến tiếp theo có thể dẫn đến hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực và hơn thế nữa. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi giới truyền thông đưa tin về việc Israel được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa có giới hạn nhằm vào các mục tiêu ở Iran vào đêm 18 tháng 4. Vụ nổ được báo cáo ở khu vực gần thành phố Isfahan. Trước đó, phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres cũng đã ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt vòng trả đũa đẫm máu giữa Iran và Israel. Ông Guterres nhấn mạnh, đã đến lúc chấm dứt chu kỳ trả thù đẫm máu, đã đến lúc phải dừng lại. Cộng đồng quốc tế phải hợp tác để ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể đẩy toàn bộ Trung Đông đến bờ vực và gây ra hậu quả tàn khốc cho dân thường. Ngay sau thông tin Israel trả đũa, các nước lớn cũng đã kêu gọi hai bên kiềm chế. Khi được hỏi về các vụ nổ được ghi nhận gần sân bay Isfahan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến cho biết, Bắc Kinh đã lưu ý các báo cáo liên quan, đồng thời tuyên bố phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Ông nhấn mạnh, Nhật Bản quan ngại sâu sắc về tình hình ở Trung Đông và lên án mạnh mẽ bất kỳ hành động nào khiến tình hình leo thang. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Hayashi nói, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa. Các nguồn tin trong khu vực tin rằng loạt ăn miếng trả miếng giữa Iran-Israel đã kết thúc sau diễn biến được cho là đòn đáp trả của Israel vào Iran sáng ngày 19 tháng 4. Ngày 19 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran rằng Tehran không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức với Israel sau khi có tin Israel tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa vào Iran. Trước đó, đài CNN cũng dẫn một nguồn tin tình báo trong khu vực cho biết Iran dự kiến sẽ không đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhưng không đưa ra lý do. Theo nguồn tin này, các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai kình địch đã kết thúc. Sáng ngày 19 tháng 4, truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ tại nhiều khu vực của Iran được cho là do Israel phóng UAV và tên lửa nhằm đáp trả vụ tấn công của Iran vào Israel cuối tuần qua. Israel chưa bình luận về vụ tấn công, trong khi đó phía Iran cho biết đã bắn hạ 3 UAV ở tỉnh Isfahan, Iran nhưng không nêu chi tiết về nguồn gốc của UAV. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở Syria và Iraq. Hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin Israel đã tấn công các hệ thống phòng không ở miền nam Syria trong đêm. Sana dẫn một nguồn tin quân sự cho biết vụ tấn công tên lửa xảy ra vào khoảng 2 giờ 55 phút sáng ngày 19 tháng 4 theo giờ địa phương đã gây ra tổn thất vật chất trong khu vực. Sau khi có tin Israel phản đòn Iran, nhiều quốc gia đã lên tiếng kêu gọi các bên giảm căng thẳng. Trung Quốc vào ngày 19 tháng 4 cho biết sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến, Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng hơn nữa và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng để giảm leo thang tình hình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng kêu gọi Iran, Israel và các đồng minh của hai nước kiềm chế leo thang ở Trung Đông. Bà von der Leyen nhấn mạnh điều hết sức cần thiết là sự ổn định trong khu vực và tất cả các bên kiềm chế hành động tiếp theo. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Liên minh châu Âu EU và nhóm G7 đang tìm cách xoa dịu căng thẳng trong khu vực sau sự việc vào sáng ngày 19 tháng 4. Ông Tajani nói, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Ý về lệnh ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và Hamas. Chúng tôi kêu gọi các bên thận trọng để tránh leo thang trong khu vực.